Mấy chị Điệp đây, mấy chị ơi, thì Điệp quay thì, tiếp theo cái video tiếp theo cho mấy chị luôn nha, để là mấy chị xem, mấy chị biết là những cái đồ nào mà Điệp còn ha. Thì cái này là video tiếp theo của mấy chị, thì mấy chị xem kênh, mấy chị cho em cái đăng ký kênh nha mấy chị, cái nút like, một cái chia sẻ ha. Rồi cái này thì em cũng nói những cái đó thì em cũng nói nhiều rồi, cho nên bây giờ em chỉ nói sơ lại ha nha mấy chị. Thì cái này là em bán, em giới thiệu cho mấy chị là cái cổ tròn tay vúng số 3, là những cái mẫu bình thường, những cái mẫu mà đồ trung niên, để mà mấy chị nào có tìm những cái mẫu trung niên, những cái mẫu mà dễ mặc này cho mấy chị thấy để thôi. Hôm nay thì em không có quay, em chỉ quay những cái đồ kiểu không à. Rồi mấy chị không biết là em có những cái kiểu đơn giản hay là không, dành cho tuổi trung niên hay không ha. Cho nên là hôm nay em quay lại cho mấy chị xem ha. Cái này á, thì số 3 với số 4 á, là em bán á, là 70.000 ba bộ em bao ship. Còn riêng số 5 á, là bán 75.000 ba bộ em bao ship. Thì hồi nào giờ là cái đồ từ 2, 3, 4 là đồng giá nha mấy chị, còn số 5 trở lên á, thì nó hơn 5.000, cho nên là mấy chị thông cảm cho em nha. Rồi đây, cái này á, là cái này là cổ vuông ha, cái tại vì mình không có treo ở trong cái con canh đó mấy chị, cho nên là nhìn cái độ nó không có rõ hơn. Chủ yếu là em cho mấy chị xem cái hoa văn ha, với cái kiểu thôi nha. Rồi cái này là số 3 nha mấy chị, em đang cho mấy chị xem số 3. Chị nào nằm trong cái tầm số 3 thì là mấy chị nằm trong tầm số 3 là mấy chị gọi cho em nha, để là chị ưng mẫu nào thì mấy chị nói cho em. Cái này là số 3, là từ là 52 kg cho tới 57 kg, là 70.000 một bộ, ba bộ em bao ship. Rồi cái này là cổ vuông ha, có tay ha. Rồi bi trắng. Rồi đây, cái này là cũng là số 3 luôn. Cái này ở đằng trước là rút ngực tay von nha mấy chị. Rồi cái này là cổ u tay dúng ha, 70.000 một bộ. Rồi đây, cái này cũng là cổ u luôn, cổ u ở dúng ở trước có đô ha. Rồi số 3 nha mấy chị. Rồi cái này là cổ tim tay dúng luôn. Rồi cái này là cũng vậy luôn nha mấy chị, cổ u tay dúng luôn. Cái này là xanh ngọc nha mấy chị. Rồi cái này là cổ u, cái này là tím nha. Rồi đây, cái này là bi vàng tay lưới, cái này 70.000 một bộ luôn. Cái này tay tím tay lưới, cái này là số 3. Rồi em qua số 4 nha mấy chị. Hồi nãy em quên cho mấy chị xem số 2 trước nữa, khi không em quay số 3 luôn à. Thì thôi, mấy chị nào thấy cái số điện thoại em cũng là cái số Zalo nha, mấy chị cứ nhập vô Zalo, mấy chị gọi em đi, rồi em cho mấy chị xem trực tiếp luôn, cho mấy chị xem trực tiếp là số 2, 3, 4 luôn, cho nó dễ nè. Em chỉ quay sơ thôi, nãy em xem cũng không rõ. Cái này là số 4 nha mấy chị, số 4 cổ vuông. Tay này là tay dúng tay đổ ha, cổ vuông ha. Đây, tại treo gì thì nhìn nó không có rõ không nha mấy chị. Đó. Mấy cái hoa văn này rất là đẹp luôn nha mấy chị, 70.000 ba bộ em bao ship. Đây, cổ u tím nha mấy chị, được này là có tay cánh hồng nha. Tại vì treo vậy thì nhìn cái bộ đồ nó không có được bắt mắt lắm. Này, cổ u tay cánh hồng luôn mấy chị, trắng đen. Rồi 70.000 một bộ. Cái này là vàng ha, vàng cánh tiên cổ vuông ha. Cái mẫu đó thì em cũng có bán lâu rồi, mẫu này thì em cũng có bán lâu rồi, thì em cũng cho mấy chị xem lại. Cái này là cổ u tay cánh hồng luôn. Cái này là quần ống nhỏ nha mấy chị. Đây, cái này là xanh ngọc nha mấy chị, xanh ngọc tay dúng có đồ. Rồi cái này là đỏ, đỏ tay dúng luôn, cổ u tay dúng luôn. Rồi cái này là đồng tiền ha mấy chị, xanh ngọc cổ u tay dúng đồng tiền. Đây, cái này là đỏ, đỏ tay dúng. Rồi cái này là bi nha mấy chị, cái này là em đang quay với mấy chị xem số 4 nha. Bi xanh, cái này là vàng, cái này cũng là bi luôn ha. Rồi cái đó là em đang cho mấy chị xem số 4, để em cho xem số 4 tiếp theo. Cái này cũng là số 4 luôn nha mấy chị. Số 4 luôn, cũng 70.000 luôn, cổ u tay dúng ha. Cái đó là xanh ngọc, cái này là xanh dương nha mấy chị, xanh dương cũng cổ u tay dúng luôn. Quá nhiều hoa văn mấy chị ơi, cho nên là em cũng quay thì quay sơ thôi, chứ em không có thể mặc từng bộ được á mấy chị. Rồi mấy chị ơi, hoa nào gọi cho em ha. Cái này là tím cà ha, cái này là cổ tim tay vúng, 70.000 một bộ, ba bộ em bao ship luôn.
Đây, cái này là xanh, cũng là xanh dương mà nó có đồng tiền nha. Cổ u tài dúng. Đây, cái này là xanh rêu nha mấy chị. Xanh rêu, cái này là em đang quay cho mấy chị xem số 4 nha. Mấy chị để ý số giùm em ha. Thì chị nào mà tầm trong mặt số 4 vừa thì mấy chị gọi em. Cái này xanh dương, sọc xanh dương ha. Đây, cái này là cái này đồng đồng tiền, cái này là màu này là màu dưa cải chứ không phải màu rêu nha mấy chị. Màu dưa cải. Cổ u tai dúng luôn, mấy cái hoa văn này đẹp lắm mấy chị. Đây, cái này là màu màu này nó cũng không phải màu màu cà này, nó cũng như màu hồng mấy chị. Đây, mấy cái hoa này rất là đẹp. Cái này là đa số là tai dúng ha nha mấy chị. Tai dúng ngắn ngắn ở tay ấp dài vậy đó mấy chị. Đây. Cái mẫu này thì 70 ngàn một bộ hết, ba bộ em bao ship, cái này thì mặt mát nha mấy chị. Đây thì mặt mặt mát. Còn hai bộ này, cái này là em bán 60 ngàn luôn, nhưng mà mấy cái đồ sale này thì em không có bao ship nha mấy chị. Cho nên nó là chỉ là tính đủ theo chừng nào mà có cái đơn nào mà em bao ship thì kéo theo thôi. Tại hai bộ này, hai bộ này nó là số 4. Nó là số 4 nhưng mà nó chừng 57 kg cho tới 60 kg ha, thì mà mặc hai mẫu này vừa thì em bán 60 ngàn một bộ luôn. Cái bộ này thì quần ống 20 nha mấy chị. Còn cái bộ này thì ống nó có 16 à. Cho nên là có hai bộ này là em bán rẻ luôn. Còn cái bộ này á, cái bộ này số 4 nhưng mà số 4 của nó rất là rộng. Cái này là tầm 65 kg là bận vừa. Nhưng mà cái này là đá, này là em bán hôm đó là 220 một bộ. Bây giờ em còn có một bộ này à, cái này là tơ hoa. Mà bộ này thì hơi bự nha mấy chị, bộ này hơi bự, tầm 64, 65 bộ đồ này em bán 100 ngàn. Cái này là em hổng là em bán 220 đó, giờ còn có bộ em bán 100 ngàn luôn. Rồi, rồi còn tiếp theo nha mấy chị, tiếp theo là số 5 nha mấy chị. Cái đống đồ này là tiếp theo của em là số 5 nha mấy chị. Số 5 là cũng cổ u tai dúng như vậy, cho nên là chị nào mà nằm trong tầm số 5. Nhưng mà số 5 thì mấy chị thông cảm cho em, cao hơn 10 ngàn có nghĩa là 75 ngàn. Cái đồ nào mà em bán 70 thì số 5 nó sẽ là 75. Mà cái đồ nào mà em bán 75 thì số 5 của nó là 80. Cho nên nó là từ số 5 trở lên là nó sẽ cao hơn 10 ngàn. Hoặc là số 6, số 7, số 8 thì tùy theo số nha mấy chị. 80, 70, rồi 75, 80, 85, 90, 100 gì đó nó. Số 7 tới là số 6, số 7, số 8. Cho nên là mấy cái đồ đó nó cái xây nó hơi lớn đó mấy chị, cho nên là nó hơi hao vải. Cho nên là cái giá nó hơi cao hơn một chút xíu, cho nên mấy chị thông cảm em. Chứ không phải bộ nào cũng vậy nha mấy chị. Cái này là số 5. Số 5 thì tầm nó 75 ngàn. Là ba bộ em bao ship thì cái này là màu vàng hay mấy chị. Màu vàng tay dúng cổ chữ U. Rồi một. Rồi cái này là xanh riêu. Xanh riêu nó cũng là y vậy luôn với mấy chị, là cái này là đa số là cổ tròn, cổ u tai dúng hết. Cái này xanh riêu. Rồi, cái này là màu ruốc hay mấy chị? Cái này là màu ruốc. Rồi, cái này thì là xanh dương nha mấy chị, xanh dương. Mấy này là cổ u, còn cái này là em đang cái bộ này là màu đỏ, này là cổ vuông nha mấy chị, cổ vuông tai dúng. Để em dỡ bộ này cho mấy chị xem. Chị nào mà còn mặc size số 5 mà hơi tin thì mặc mẫu này giùm em ha. Đây số 5 cổ u tại ở bài cổ vuông tay dúng. Rồi cái này là cũng là số 5 luôn, số 5 luôn. Cái này là cũng là cổ u nha mấy chị, cổ u tay dúng ở trước có miếng dúng bèo. Rồi cái này cũng vậy luôn, cổ u tay dúng luôn. Cái này rút ở trước có miếng dúng bèo. Cái này sọc nha mấy chị, em đang cho mấy chị xem là số 5. Cái này sọc là cánh tiên, cánh tiên cổ u, cánh tiên số 5. Đây cổ u cái này là ta dúng. Đây như cái mẫu này, cái mẫu này thì thời gian qua em cũng bán rồi đó mấy chị. Cái này là cổ mà cái này cũng gọi là cổ vuông á mấy chị, cổ vuông tay cánh tiên, mặt mát lắm nha mấy chị. Số 5 nha mấy chị. Số 5 là tầm 70 kg trở lại nha mấy chị. 70 kg trở lại. Đó, cái này là màu hồng hay mấy chị, cái này là màu tím nè. Cái này là màu tím. Cũng cổ u cánh tiên, cái này là màu vàng. Màu vàng này, cái này là cổ vuông. Nói chung nó cũng lộn xộn á. Cổ vuông, cái này là tay cánh hồng nha mấy chị. Mấy mẫu này thì em có bán rồi, nhưng mà chị nào mà chưa có xem thì xem lại giùm em. Rồi như mấy bộ này cũng vậy. Cái này cổ vuông tay cánh hồng, mặt mát nha mấy chị. Cái này là thun a ti nha mấy chị.
75.000 một bộ, 3 bộ là em bao ship. Rồi, thì mấy chị nào nằm trong cái phản đồ này thì mấy chị gọi cho em ha. Nãy giờ em chỉ nói là số 2, ở vậy số 3, số 4, số 5. Em chưa nói số 2 nhưng mà đồ số 2 em cũng vẫn có nha. Rồi số 2 thì từ 47 tới 52 kg, chị nào nằm trong khoảng đó là gọi em. Rồi. Rồi từ từ 47 cho tới 70 kg ha, thì là cái mẫu cổ u tai dúng này bình thường ha. Rồi mấy chị xem video, mấy chị cho em cái đăng ký kênh nha mấy chị. Một cái lượt chia sẻ nha chị. Rồi bye mấy chị, hẹn gặp lại video sau nha.